Thực sự là nhu cầu vé số em có cần mua không? Không, em không biết chơi vé số, nhưng mà em mua thì em mua để ủng hộ. Mua để ủng hộ thôi đúng không? Để. Rồi sau khi em phát hiện cái sự thật nó như thế thì em có cái cảm giác thế nào? Em cũng không biết nói gì, nói chung là từ đây về sau em không có thấy chồng này. Mời các bạn nghe những cái như là tâm tư của những người mà họ mua vé số, những đối tượng này như thế nào. Đây là cái trên đường Phạm Hùng, là những bà con buôn khúng bán bưng này, thì cũng sẵn sàng mua vé số, trong đó thực sự là không có nhu cầu nhưng vẫn mua vì cái như lòng nhân, mua để ủng hộ, để giúp đỡ. Thì mời các bạn để theo dõi xem thử là suy nghĩ của những người mà mua vé số bất đắc dĩ thế này là như thế nào. Đối với các bạn thì clip này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu và để cảnh giác những trường hợp này, để tránh cái lòng thương của mình đặt nhầm chỗ. Và thứ hai nữa là để những người họ bị tàn tật thực sự họ có một cơ hội để mà cái như tiếp cận được tất cả các mạnh thường quân. Thì mong tất cả các bạn cùng theo dõi với mình và chia sẻ rộng rãi để cho bà con được thấy nhé. Các bạn đã từng chứng kiến cảnh mà một bà cụ 80 tuổi mà chống gậy đi bán vé số mà vẫn tới ủng hộ cho tiền những đối tượng này, thì các bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Chú cho ông hỏi, chú lết thế này chú thấy mệt không? Hả? Ở đây không mệt. Mệt hả? Mệt rồi chú vô đây đi, chú vô tôi chở chú đi luôn, tôi mua hết cho vé số rồi chú. Chú vô trong nè. Chú cho chú xe lăn luôn. Được chưa? Chú có chuyện hay cho đừng có quay phim. Tôi quay phim để chia sẻ, để cảnh giác những người họ ra đường, họ thấy trường hợp của chú nè. Chú hiểu không? Họ tránh ra. Đây các bạn nè, đây là một trường hợp khi đang lợi dụng coi như là làm thương hại người khác, lên đất giữa đường để bán số trục lợi. Từ chối tất cả sự chia sẻ luôn. Đã, tôi cho chú xem đoạn clip là cái gì, chú biết là cái gì. Đó là xe cộ qua lại, bất chấp luôn. Đó là băng qua dòng xe coi như là gây cản trở thông luôn. Thấy cái hậu quả đi thế này, xe cộ thôi, vô tình á, vô tình mà như anh hay cả bất kỳ người nào đụng vô đó là coi như là mình là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh thấy không? Để xe cộ giữa ngày ba ngày cuối năm nè mà nó chạy tới đây mà coi như vẫn lơ lết chỉ được. Chân chú bị sao cho con xem chân chú thử. Hả? Không, chú cho con xem, nếu mà chú bị liệt thật là con giúp đỡ chú. Không, con giúp đỡ chú thật. Con mua cho chú xe lăn luôn, đây có bà con làm chứng luôn. Chú bị sao? Còn nếu mà chú vừa lừa đảo là con gọi các bạn tới. Chú quay lại. Chú quay đây. Chú bị sao? Chú quay lại đây. Chú mua đây, chú nói chuyện. Chú bị sao? Không, con giúp đỡ chú bằng xe lăn luôn, con mua cho chú xe lăn. Nếu chú bị. Con cho chú vô trong nè, chú vô trong nè. Còn không, con gọi công an tới. Đó, chú quay đây nè, nếu chú mà bị thiệt là tôi giúp đỡ chú xe lăn. Đây nè, tôi nói danh dự luôn. Nếu chú bị què liệt thật sự, tôi mua cho chú một chiếc xe lăn.
tôi kêu gọi ủng hộ chú để chú có sống đàng hoàng nữa, được chưa? Chú bị như thế nào thì chú phải chia sẻ, tôi mua cho chú xe lăn luôn, và tôi kêu gọi là cộng đồng sẽ ủng hộ chú có sống tốt hơn, được chưa? Từ chối bất cả sự chia sẻ luôn. Tí nữa anh sẽ cho em xem một đoạn clip nha. Đây là những người là họ thấy thương hại, họ dừng lại, họ mua số này. Đây là những bà con thấy thương hại, đây là dừng lại mua số này. Đó, các bạn có thấy đi. Em có cảm giác gì khi em dừng lại giữa đường em giúp anh này? Dạ, có gì gần tới rồi mà em thấy người ta giới thiệu em rất là chặt đầu. Khi mà em đã xem được cái đoạn clip đó, tự nhiên em cảm thấy hơi buồn. Bởi vậy mình thông thường em cũng đi làm, em thấy người ta như vậy á, thì mình giúp được một cơm hay là một ly để động viên tinh thần cho mấy ngày Tết thôi. Đây là trước là anh cũng có một cái sự đồng cảm giống như em vậy. Dạ. Tuy nhiên là anh cũng gặp rất nhiều trường hợp như thế này. Thứ hai nữa là anh thấy cảnh là một bà lão 80 tuổi, bà chống cả gậy, bà đi bán qua số. Dạ, đúng rồi. Nhưng bà vẫn quay lại cho tiền những đối tượng này. Dạ, đúng rồi. Cái đó là cái sự nhức nhối nhất trong lòng của anh. Thôi cái gì anh cảm ơn sự chia sẻ của em nghe. Rồi, cảm ơn em. Chào em. Lúc nãy là anh thấy em có mua số một người đàn ông là lê lết giữa đường. Đúng không? Rồi sau khi anh cho em xem đoạn clip, rồi em có cái cảm tưởng gì về cái như là cái hành động của em? Em rất là bất ngờ luôn. Rất là, kiểu em thấy ông này ổng ở đây rất là nhiều lâu rồi. Ở ngoài trời mưa mà ổng đi lê lết cái đường nó nhìn tội lắm. Em ủng hộ hoài à. Là em ủng hộ là trên tinh thần là tình người. Đúng rồi. Thấy thực sự là nhu cầu vé số em có cần mua không? Không, em không biết chơi vé số, nhưng mà em mua thì em mua để ủng hộ. Mua để ủng hộ thôi đúng không? Rồi sau khi em phát hiện cái sự thật nó như thế thì em có cái cảm giác thế nào? Em cũng không biết nói gì, nói chung là từ đây về sau em không có thấy trong này. Chung là cái lòng tốt của em nó đạt là không đúng nơi mà cũng thấy là khó chịu đúng không? Rồi anh em cảm ơn sự chia sẻ của em ha. Rồi chúc em cuối năm rồi, chúc em năm mới chúc khỏe nghe. Chúc anh năm mới nhiều thành công. Rồi ok, cảm ơn em nhiều.